Rồi thì đã chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đại Vlog ha. Thì nếu mọi người nào có xem được video này, nếu yêu quý Đại thì nhớ đăng ký kênh và bấm like và chia sẻ ủng hộ Đại nha mọi người ha. Nhớ nhấn chuông để nhận những cái video tiếp theo nha. Thì hôm nay thì Đại lên một cái đầu bự, đó là một cái đầu TL43 tàu nha mọi người, 40 ly nha, 43cc. Và Đại lên được hai cái đầu cơm đề nha, hai đầu ba lô nha. Đại nổ ok ha. Đó thì Đại quay từ chi tiết hết rồi, Đại sẽ mở bô cho mọi người xem ha. Thì đây là cái con đỏ nha, mấy con này về lắp xịt thuốc thì thôi luôn, tới bài luôn nha mọi người. Đồ tùng rất nhiều ha, tí mở bô cho xem luôn nha. Đây thì cơm 26 nha, bố bọng đẹp nha, lọc đóng cơm bát xù đây luôn nè ha. Đó thì cơm 26 nha, 34 ly. Đây thêm con nó cũng là 26 34 ly luôn nha. Đây nguyên zin luôn, đồng quá đẹp ha. Đây con này có giật nè, con này về là lên chịch thuốc thì tới bài luôn nha mọi người, cực kỳ luôn ha, không còn gì để nói ha. Dạ thêm nữa là một cái đầu TL43 tàu nha. Đây mới thì thôi luôn, nó mới ác lắm mọi người nè. Mình sang chân tư luôn nè, chân zin của nó luôn ha. Ủ bố nè, bố hơi bị ác nha mọi người, bố quá trời luôn ha. 43cc 40 ly nha. Rồi thì để Đại mở bô nha, mở bô cho mọi người xem ha. Đây trước mở đi. Gói ta. Rồi đây mở xong rồi Đại sẽ test nổ nha mọi người. Đó. Bán gì bán mẹ bán hết cho nó trống để tùm lum mọi người. Cơm này thì đồ nó phụ tùng rất nhiều nha mọi người. Phụ tùng nó đầy đầy dãy luôn. Đó. Rất là nhiều, khỏi có lo cái vấn đề mà không có phụ tùng ha. Bô đang xì luôn nè, này thì về cắt cái bô với chấm lại nó cho qua bên hông thì lụm thôi. Nào mọi người coi nè, nó nồng à, nó nồng bạc bê tông nguyên zin thấy không, hơi nè. Ủa, cứng ngắc chạy không nổi luôn nè. À, thấy chưa, hai lá luôn, bạc hai lá ha. Đó thì tình trạng nó là đẹp xuất sắc nha mọi người. Nhập vô vậy cho nó dễ ha. Nói chung thì Đại bán thì Đại không có sợ cái vấn đề đó, mình có sao mình bán vậy mà, không có lo, không có lo chi mà sợ này sợ kia không dám cho mọi người xem đúng không. Ngày xưa giờ nó vẫn vậy thôi. Mở hết nha, hôm nay mở rảnh mà có ba con à, nên là thời gian cũng rộng, mở bô hết rồi xong sẽ quay lại test nổ ha. Một con nha, hơi bị đẹp nha. Luôn cái này nè, nhanh lẹ
đỡ mất thời gian mọi người ha. Thì con này cái bê tông này cũng y gan vậy thôi mọi người, có đâu có khác gì đâu. Nè, không có con nào mà bị lột bị đen cái gì đâu ha. Nó tông con nào lấy mặt giống rồi nè, hơi xây không nổi luôn bây giờ. Đó, bạc nè. Đó, ok ha. À, rồi thì ghép vô. Tới con này con khủng long nha mọi người. Ồ, 6 phút ốc tán thì thôi luôn, 7 màu hết ha. Con quắc này làm hơi bị sắc sảo nha mọi người, tàu này hơi sắc đó. Đây. Nè. Mặt mặt giống y nguyên luôn nè. Mặt bạc đen luôn mà. Đó. Đó, rồi. Khép vô. Tiếp nổ. Trời ơi, tổ chát nữa, nhấp hình đô nữa. Cái mình thật chứ. Vô tiếp nổ ha. Mình sẽ bền lắm nha mọi người. Cái đời tàu này bền lắm á. Mới hết tiết mới. Thì đánh tâm vô test nha mọi người. Đây là test con bự trước đi. Hơi lâu rồi. Thông cảm nha. Thì tích nổ luôn nha. Sáng mẹ rồi.
bóp xăng lên nha mọi người, mình bóp xăng rồi đóng le giật nổ thôi. Cho lực ha. Xăng lên chưa đều ha. Ship ha. Tại đầu này mới nha mọi người. Cực kỳ là mới luôn nè. Nguyên zin nguyên bản của nó luôn. 2 triệu ha, bao ship nha. Rồi. Thấy mấy con cơm đề nha. Mấy con cơm này là đại bán xả nha. Ôi trời, trời chết rồi. Đây ơi khổ trưa rồi, giờ thông cảm xíu mọi người ơi, không có gì đâu mà test. Nha mọi người, hay lu bu ha. Test mở thì trực tiếp vậy thì nó hơi lâu nha, nhưng mà cho vậy thì nó đại thấy thì theo đại thì nó ổn hơn, đã chịu khó chút xíu thôi cho, nhưng mà anh em sẽ yên tâm hơn nha. Đâu có gì đâu. Đó. Đó này kìa. Thì con này là nó chỉ có đề thôi nha. Thì mấy cái pin này thì dễ lắm mọi người. Mấy con này pin dễ kiểm tra gì. Với đồ nó thì ba cái đồ mới nhiều lắm. Đó, đóng le lên nha. Thì đề gì cũng được đó nè mọi người. Đề bình thường nha, nhưng mà gì cũng được đó nè. Yeah.
rồi thì cái đầu này thì đại bán nhiều trời. Đầu này thì đại bán cho mọi người 1,1 triệu nha, 1,1 triệu bao ship ha. Mắc rẻ gì bán mẹ nó đi, nó gầu cho chóng. Rồi 1,1 triệu bao ship cho mọi người nha. Bình xăng nó mới cũng có luôn nha mọi người, đầy đủ luôn ha. Nhưng mà đại làm biến, máy này đại lên càng đại bán 2 triệu ngoài bình thường ha. Làm biến lắm, biến rồi không có kịp. Thì con này nó vừa đề vừa giật nha. Thì con này đại sẽ bán nhỉnh hơn chút nha. Nhưng cái xăng nó giờ bóp mới được nha mọi người. Đó. Rồi xong. Trời trời. Vui dữ vậy. Không gắn bô. Không gắn cái này vô một chút xíu nữa. Nẹt là đi bố liền nha mọi người. Đèn này ha, đèn lên. Giật đây. Trời ơi, chú anh dặn cái bồ vô mọi người ơi. Lại luôn. Biết nhiều mất trí nhớ rồi mọi người. Thì Covid rồi trí nhớ giảm lắm nha mọi người. Đó. Vậy là giật nổ thôi. Ba tư lên thì 6cc mà bóc lắm ha. Cho nó nhanh chứ đeo dài rồi. Thì đại này con này đã bán 1,2 triệu nha, cũng là bao ship ha. 1,2 triệu đầu này 1,2 triệu bao ship nha mọi người. Rồi thì tôm gời này nó rất là dễ nha, tôm gời này nó giá trị nó nằm ở chỗ tôm gời nữa. Tôm gời này về đấu này đấu kia đồ nó được luôn hết ha. Rồi thì video tới đây thì cũng xin kết thúc nha mọi người. Rồi hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Rồi để chào mọi người.